Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của vuadeal. Thì hôm nay Stockwell sẽ làm một cái clip test outdoor giữa con Marshall Stockwell này và con Fender Newport 2 này nha mọi người. Thì mình mới vừa có một cái view test ngoài trời khá là ok ấy, mọi người. Đó, nó sẽ loại bỏ đi được những cái tiếng như kiểu là xe cộ này nọ đi, thì giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm âm thanh á tốt hơn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ test thử hai con này solo với nhau ở ngoài trời để xem thử con nó sẽ như thế nào nha mọi người.
dương sóng gió. Trong đôi tay này em giữ mãi khoảnh khắc vô lo. Cả thế gian đây không ai yêu được em hơn nữa. Hãy luôn tin rằng em thương anh như gió thương mưa. Người đừng mãi rơi những kia.